Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin số 57 của Giác Ngộ TV, kênh truyền hình trực tuyến của báo Giác Ngộ. Chương trình Điểm tin hôm nay, thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2020 với những tin tức đáng chú ý sau đây. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng vấn an Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cử 6 đoàn thăm các trường hạ. Công an Quảng Bình yêu cầu các chùa trong tỉnh nộp lại con dấu. Các hoạt động mừng ngày báo chí Việt Nam 21 tháng 6. Phật Quang Sơn nối dài yêu thương trong dịch bệnh. Sáng ngày 22 tháng 6, trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, phó pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng Chứng minh đã đến trường hạ tổ đình Viên Minh, dân gian gọi là chùa Giáng, tọa lạc tại xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, vấn an Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Nhị vị trưởng lão đã có lời thăm hỏi vấn an tại phương trượng tổ đình, nơi thiền thất của Đức Pháp chủ an trú. Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam là bậc long tượng của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại, được Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc suy tôn lên ngôi vị Pháp chủ Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ năm 2007, là đệ tam Pháp chủ của Giáo hội kể từ ngày thành lập vào năm 1981. Đức Pháp chủ xuất gia năm lên 5 tuổi, năm nay Ngài ở tuổi 104, vẫn với nếp sống đơn sơ thanh đạm nơi ngôi tổ đình Viên Minh, trú xứ gắn bó với đạo nghiệp của Ngài gần 100 năm qua. Dịp này, trưởng lão phó pháp chủ kiêm giám luật đã có thời pháp thoại sách tấn chư hành giả tăng ni an cư tại tổ đình Viên Minh. Cùng ngày, trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng đã đến đạo tràng an cư Chùa Bằng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, thăm viếng và chỉ đạo một số Phật sự về Hoằng Pháp. Tháp tùng với trưởng lão hòa thượng trong chuyến đi có thượng tọa Thích Thanh Phong, phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 20 tháng 6, sau lễ bố tát của chư tăng tại Việt Nam Quốc tự, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã có phiên họp mở rộng với sự tham dự của thường trực các ban chuyên môn và 24 ban trị sự quận huyện nhằm triển khai các hoạt động Phật sự trong mùa an cư kiết hạ. Chư Tôn Đức, Ban Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã triển khai các hoạt động Phật sự của Giáo hội thành phố trong mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2564. Liên quan tới Đại Giới Đàn Huệ Hưng Phật lịch 2564 do ảnh hưởng dịch COVID-19 phải dời và thời gian dự kiến sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 8 âm lịch tới. Thời gian khảo hạch giới tử được ấn định vào ngày 16 tháng 8 âm lịch. Ngày 26 tháng 8 âm lịch, giới tử đã đủ điều kiện sau kỳ khảo hạch sẽ nhập giới trường và thọ giới pháp, kết thúc vào ngày 28 tháng 8 âm lịch. Mùa an cư kiết hạ năm nay, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố, Ban Chỉ đạo khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2564 sẽ tổ chức 6 đoàn đến thăm sách tấn chư hành giả tăng ni đang an cư kiết hạ tại 45 trường hạ tập trung trên địa bàn 19 quận huyện của thành phố. Ban thư ký cũng thông báo triển khai một số hoạt động Phật sự khác trong thời gian này, chuẩn bị cho việc sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 trình Trung ương Giáo hội cũng như công tác tài chánh theo quy định. Tại cuộc họp, trưởng lão Hòa thượng, trưởng ban trị sự thành phố lưu ý các ban trị sự quận huyện bắt đầu xem xét cân nhắc lại nhân sự để chuẩn bị cho việc sàng lọc trong Đại hội đại biểu Phật giáo cấp quận huyện năm tới theo tinh thần chọn lựa nhân tố đầy đủ phẩm hạnh, có năng lực để kế thừa. Dãy bảo tháp 13 tầng 63 mét trong khuôn viên Việt Nam Quốc tự đã xây dựng hoàn thành. Trưởng lão Hòa thượng cho biết bảo tháp có tên gọi là Đa Bảo. Nơi đây sẽ là một bảo tàng giới thiệu tiến trình phát triển của Phật giáo Việt Nam, nhấn mạnh đến cuộc đấu tranh bất bạo động bảo vệ chánh pháp năm 1963, đồng thời trưng bày những di sản của Phật giáo Việt Nam cũng như thành phố qua các thời kỳ. Trước đó, chư vị giáo phẩm Ban Chứng minh, chư tăng Ban Trị sự đã trang nghiêm tại Chánh điện Việt Nam Quốc tự, lễ Phật, cử hành Bồ Tát, nghe trùng tuyên giới bổn tỳ kheo và Bồ Tát giới. Vừa qua, báo Giác Ngộ nhận được phản ánh về việc cơ quan công an tỉnh Quảng Bình yêu cầu các chùa nộp lại con dấu. Cụ thể, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội thuộc Công an tỉnh Quảng Bình đã gửi thông báo về các chùa trên địa bàn yêu cầu giao nộp con dấu trong ngày 18 tháng 6 năm 2020 tại Trung tâm Hành chính Công an tỉnh, số 9 Quang Trung, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, nếu không sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội tỉnh Quảng Bình lý giải, căn cứ theo quy định tại khoản 14 điều 2 luật tín ngưỡng tôn giáo,
thì cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, trụ sở của tổ chức tôn giáo, cơ sở hợp pháp khác của tổ chức tôn giáo. Trong khi đó, theo ý kiến của Ban Tôn giáo Chính phủ, cơ sở tôn giáo là cơ sở vật chất và không là chủ thể đứng ra thực hiện bất cứ quy định nào liên quan đến tổ chức, sinh hoạt tôn giáo, hoạt động tôn giáo, nên không phải là tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc. Vì vậy, cơ sở tôn giáo như là chùa, nhà thờ không thuộc đối tượng được sử dụng con dấu theo quy định tại Nghị định số 99 năm 2016 của Chính phủ. Báo Giác Ngộ đã liên lạc với Hòa Thượng Thích Tánh Nhiếp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình chiều ngày 17 tháng 6 năm 2020 và được Hòa Thượng cho biết thông báo trên không gửi cho Ban Trị sự tỉnh, tuy nhiên Hòa Thượng cũng đã nắm rõ nội dung. Theo Hòa Thượng Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, việc các chùa được phép làm khuôn dấu của tự diện căn cứ thông báo hướng dẫn của Trung ương Giáo hội với sự đồng thuận của các cơ quan chức năng. Do đó, việc thu hồi theo các nghị định mới cũng cần chờ thông báo của Trung ương Giáo hội. Cũng theo Hòa Thượng Thích Tánh Nhiếp, các chùa tại tỉnh Quảng Bình vẫn tiếp tục sử dụng khuôn dấu đã được cấp hợp pháp cho tới khi có thông báo hướng dẫn cụ thể về vấn đề này của Trung ương Giáo hội, để có sự đồng bộ và bình đẳng trên các tỉnh, thành phố trong cả nước. Vâng, thưa quý vị, trong những ngày qua, nhiều đoàn lãnh đạo đến trụ sở Tòa soạn Báo Giác Ngộ thăm và chúc mừng nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, 1925-2020. Theo đó, các đoàn lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Dân vận Thành ủy, lãnh đạo quận 3 và phường 6 sở tại đã đến trụ sở Tòa soạn Báo Giác Ngộ thăm chúc mừng Ngày Báo chí Việt Nam cùng nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cộng đồng Phật tử, cá nhân đã gửi hoa, thư, lời chúc mừng đến tập thể Tòa soạn Báo Giác Ngộ, một trong 7 cơ quan báo in được giữ lại sau quy hoạch báo chí của Thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong không khí thân mật nhân sự kiện kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam, sáng ngày 19 tháng 6, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Tổng biên tập Báo Giác Ngộ đã quan lâm trụ sở tòa soạn tham dự buổi họp mặt biên tập viên, phóng viên và nhân viên thuộc tòa soạn. Hòa thượng Tổng biên tập nhắc lại 95 năm nền báo chí Việt Nam, trong đó báo chí Phật giáo đã hiện diện 91 năm với tờ báo đầu tiên mang tên Pháp Âm. Hòa thượng Khánh Hòa chủ trương kiêm chủ bút. Về Báo Giác Ngộ, Hòa thượng nhận định suốt 45 năm tồn tại, phát triển đã có những thời điểm vô cùng khó khăn. Đó là thời kỳ những năm 90 của thế kỷ trước. Lúc bấy giờ, báo chí chuyển từ cơ chế bao cấp sang tự túc thu chi. Nhân viên tòa soạn không lĩnh lương, đồng cam cộng khổ để nuôi tờ báo này. Đó cũng là thời điểm Ngài được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hào cử về điều hành Báo Giác Ngộ trong cương vị tổng biên tập. Theo Hòa thượng, có thể nói thời điểm này là đợt khó khăn lớn. Tuy nhiên, sau quy hoạch báo chí, Báo Giác Ngộ vẫn được giữ lại do Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Bước vào giai đoạn mới này, Hòa thượng mong toàn thể cán bộ, nhân viên, biên tập viên, phóng viên của tòa soạn tiếp tục nỗ lực để tạo nên sức sống cho Báo Giác Ngộ. Ngài lưu ý, sức sống tự thân là điều quan trọng nhất. Nếu phát huy được, chắc chắn báo sẽ đi lên trong sự phát triển chung từ mỗi người chung tay đóng góp. Trước sự quá tải của hệ thống y tế tại nhiều quốc gia và cộng đồng trong kiểm soát dịch bệnh COVID-19, mạng lưới Phật giáo Phật Quang Sơn trụ sở tại Đài Loan không ngừng nỗ lực kết nối với Phật tử thế giới, tương trợ đội ngũ nhân viên y tế và các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên toàn cầu. Tổ chức Phật giáo Phật Quang Sơn được thành lập tại Đài Loan vào năm 1967 bởi Hòa Thượng Tinh Vân. Hiện nay là hệ thống gồm các ngôi chùa và cộng đồng Phật giáo có mặt nhiều nơi trên thế giới, thúc đẩy và lan tỏa tinh thần nhân văn, từ bi của Đạo Phật. Tổ chức này chú trọng tích hợp các sinh hoạt Phật giáo vào trong đời sống thường nhật. Phật giáo Phật Quang Sơn được đánh giá có nhiều đóng góp trong việc hiện đại hóa Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc và là một trong những tổ chức từ thiện xã hội lớn nhất tại Đài Loan, với các hoạt động từ thiện, cứu trợ nhân đạo khắp nơi trên thế giới. Trên tinh thần này, từ những ngày đầu tiên dịch bệnh hoành hành tại Malaysia, Phật Quang Sơn đã tài trợ hơn 10 vạn chiếc khẩu trang y tế, trước tình cảnh người dân nước này phải mất hàng giờ đồng hồ xếp hàng để mua khẩu trang. Trong tháng 4, Hiệp hội Quốc tế Ánh sáng của Đức Phật, chi hội tại New Jersey, Hoa Kỳ, thuộc Phật Quang Sơn đã phân phối hàng ngàn khẩu trang y tế tái chế đến nhân viên và người chăm sóc y tế tại Hoa Kỳ. Chỉ trong vòng một tháng, 60 vạn chiếc khẩu trang được chuyển tặng các khu vực dịch bệnh ở Bắc Mỹ. Hiện nay, mạng lưới Phật giáo Phật Quang Sơn có khoảng 1.000 tăng ni và 200 chi nhánh tự viện,
cơ sở ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, hướng đến các hoạt động nhân đạo xã hội và kiến tạo môi trường tịnh độ để cộng đồng thực hành Phật Pháp. Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin trong tuần số 57 với nhiều hoạt động sự kiện Phật giáo trong mùa an cư kiết hạ của chư Tăng Ni. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi điểm tin của Giác Ngộ TV, kênh truyền hình trực tuyến của báo Giác Ngộ. Quý vị có thể đăng ký kênh Giác Ngộ TV trên YouTube và giới thiệu để người thân của mình cùng đăng ký để xem tin tức, nghe pháp thoại qua các chuyên mục điểm tin, tin tức, Phật giáo và đời sống, sống đẹp, sự kiện vấn đề, chùa Việt, ẩm thực chay. Kính chúc quý vị nhiều an lành và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin sau của báo Giác Ngộ.